À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với trang học tập của Vietsách. Hôm nay cô rất vui khi cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng các con trong bài số 84, phép chia phân số. Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng các con sẽ thực hiện được cách chia hai phân số, cũng như chúng ta sẽ áp dụng làm một số các bài toán trong thực tế các con nhé. Trước khi vào bài, cô trò chúng ta sẽ đến với phần khám phá. Các con chú ý, bạn Vòi có câu hỏi dành cho các con như sau. Chia 3/4 chiếc bánh ra thành các phần bằng nhau. Vậy thì mỗi phần sẽ là 1/8 chiếc bánh. Hỏi chia được mấy phần như thế? Được chưa nhỉ? Các con chú ý, ban đầu là bạn có 3/4 chiếc bánh và bạn muốn chia ra các phần đều là bằng nhau. Đúng nhỉ? Vậy là mỗi phần, đây sau khi bạn chia thì mỗi phần sẽ là 1/8 cái bánh. Hỏi các bạn sẽ chia được mấy phần như thế? Để tìm được mấy phần thì các bạn sẽ phải làm phép tính gì các bạn nhỉ? À, các bạn sẽ phải làm phép tính chia là 3/4 chia cho 1/8. Đúng nào? Vậy thì đó chính là phép tính chia hai phân số. Để thực hiện được, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau thao tác lên trên màn hình như sau. Các con chú ý, các con sẽ tính phân số 3/4 chia cho phân số 1/8 các con nhé. Các con chú ý, phân số 3/4 thì gấp 6 lần phân số 1/8. Đúng nào? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được chưa nhỉ? Thế thì vậy thì chúng ta sẽ có là 3/4 chia cho 1/8 sẽ bằng 6. Đúng ạ. Mặt khác chúng ta thấy rằng là phân số 3/4 nhân với phân số 8/1 bằng 24/4 và kết quả bằng 6. Rồi vậy các con có nhận xét gì không nhỉ? Từ đây. À, chúng ta thấy rằng phân số 8/1 thì là phân số đảo ngược của phân số 1/8. Được chưa nhỉ? Vậy thì 3/4 chia cho 1/8 bằng 3/4 nhân với 8/1 và bằng 6. Vậy chúng ta sẽ có nhận xét như sau. Muốn chia một phân số cho một phân số khác không? Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. Được chưa nhỉ? Nên là khi chúng ta chia thì các con sẽ nhân với phân số đảo ngược và chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân như ở video trước chúng ta đã học. Được chưa nhỉ? Ví dụ như cô có ví dụ là phân số 7/12 chia cho phân số 3/5. Con chú ý sẽ bằng 7/12 này nhân với phân số đảo ngược của phân số 3/5 là phân số 5/3. Và chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân hai phân số như bình thường, đúng nhỉ? Tử nhân tử và mẫu nhân mẫu. 7 x 5 bằng 35, 12 x 3 thì bằng 36, được chưa nhỉ? Rồi, đó chính là cách chúng ta chia hai phân số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng cô áp dụng và làm một số bài toán như sau. Bài tập số 1, các con sẽ nêu phân số đảo ngược của mỗi phân số sau. 3/4 này, 10/4, 2/5 và 1/4. Phân số đảo ngược là chúng ta sẽ đảo tử lên, mẫu lên trên tử, đúng nhỉ? Và tử thành mẫu, đúng chưa ạ? Rồi, vậy là các con sẽ có phân số đảo ngược rất là nhanh. Lần lượt là phân số gì ạ? 4/3 này. Phân số 3/10 này. Phân số 5/2 này. Và phân số 4/1. Được chưa nhỉ? Tiếp theo đến với ý B. Các con sẽ tính cho cô phép tính chia hai phân số. 7/4 chia 3/4 này. 10/9 chia 10/3. 6/35 chia cho 2/5, 1/20 chia cho 1/4. Bây giờ các con sẽ thực hiện phép tính chia. Các con sẽ làm cho cô phép tính chia này ra ngoài giấy nháp trước. Sau thời gian là 3 phút các con sẽ quay trở lại và kiểm tra đáp án của chúng mình các con nhé. Đầu tiên là phân số 7/4 chia cho phân số 3/4. Các con sẽ lấy là 7/4 nhân với phân số đảo ngược của phân số 3/4 là phân số 4/3. Đúng nhỉ?
Vậy là chúng mình sẽ có phân số là phân số 28 phần 12. Sau đó là cô sẽ rút gọn, cô chia cả từ và mẫu của phân số này cho 4. Và cô rút gọn, cô được phân số 7 phần 3. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là phân số 10 phần 9 chia cho phân số 10 phần 3. Các con sẽ chuyển về phép tính nhân, đúng nào? 10 phần 9 nhân với 3 phần 10. Và kết quả là 30 phần 90. Sau đó các con rút gọn, chúng mình sẽ được phân số là phân số 1 phần 3. Đúng nào? Tiếp theo là phép tính chia 6 phần 35 chia cho 2 phần 5. Các con chú ý là chúng ta sẽ đổi về phép tính nhân. Đúng nào? 6 phần 35 nhân với 5 phần 2. Đúng nhỉ? Và chúng mình sẽ được kết quả là 30 phần 70. Và chúng ta rút gọn đi sẽ được phân số là phân số 3 phần 7. Được chưa nhỉ? Tiếp theo là phân số 1 phần 20 chia cho 1 phần 4. Chúng ta sẽ rút gọn phân số, chúng ta sẽ nhân đảo ngược này. 1 phần 20 nhân với phân số 4 phần 1. Chúng mình được phân số 4 phần 20. Và sau đó các con sẽ rút gọn phân số 4 phần 20. Bằng cách các con sẽ chia cả từ và mẫu của phân số 4 phần 20 cho 4. Thì chúng mình sẽ được phân số cuối cùng là phân số 1 phần 5. Con lưu ý, với kết quả của mỗi phép tính cộng, trừ, nhân hay chia thì các con nên để kết quả ở dạng phân số tối giản. Được chưa nhỉ? Bài tập số 2 yêu cầu các con sẽ có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là rút gọn. Yêu cầu thứ hai là tính. Cô có 4 phép tính như sau. A. 14 phần 18 chia cho 8 phần 9. Phần B là 9 phần 6 chia cho 3 phần 10. Ý C là 4 phần 5 chia cho 10 phần 15. Ý D là 1 phần 6 chia cho 21 phần 9. Trước khi các con tính thì các con sẽ rút gọn các phân số trước. Sau đó con sẽ tính các con nhé. Đầu tiên là ý A, 14 phần 18 chia cho 8 phần 9 nào. À, chúng ta sẽ rút gọn phân số 14 phần 18 thành phân số 7 phần 9. Phân số 7 phần 9 nhân với phân số đảo ngược của phân số 8 phần 9 là phân số 9 phần 8. Chúng mình được kết quả là phân số 63 phần 72. Sau đó các con sẽ rút gọn cho 9, đúng nhỉ? Chúng ta sẽ được kết quả là phân số 7 phần 8. Tương tự như vậy các con sẽ thực hiện cho cô 3 phép tính B, C và D ra ngoài giấy nháp. Sau thời gian là 3 phút các con sẽ quay trở lại và kiểm tra đáp án của mình các con nhé. Cô tin là các bạn về sách làm rất là nhanh và chính xác. Và sau đây là kết quả của cô như sau. Đối với ý B, 9 phần 6 chia cho 3 phần 10. Các con sẽ rút gọn phân số 9 phần 6. Đúng nhỉ? Và cách chúng ta sẽ chia cho 3. Vậy thì cô sẽ được phân số là 3 phần 2 này, chia phân số 3 phần 10. Bằng 3 phần 2 nhân với 10 phần 3. Và kết quả sẽ bằng 30 phần 6. 30 chia 6 thì bằng 5. Được chưa nhỉ? Vậy thì kết quả của phân của phép chia 9 phần 6 chia cho 3 phần 10 bằng 5. Tiếp đến ý C là phân số 4 phần 5 chia cho phân số 10 phần 15. Các con sẽ rút gọn phân số 10 phần 15. Đúng nhỉ? Bằng cách các con sẽ chia cho 5. Cô rút gọn thì cô được phân số là 2 phần 3. 4 phần 5 nhân với 3 phần 2 sẽ bằng phân số 12 phần 10. Và con sẽ rút gọn được phân số 6 phần 5. Cuối cùng là ý D. Các con sẽ rút gọn phân số 21 phần 9 vì nó đều chia hết cho 3. Đúng nhỉ? Vậy các con sẽ được phân số là phân số 7 phần 3 này. 1 phần 6 chia 7 phần 3 sẽ bằng 1 phần 6 nhân với 3 phần 7. Và kết quả bằng phân số 3 phần 42. Và chúng ta sẽ có kết quả đáp án là phân số 1 phần 14. Được chưa nhỉ? Bài tập số 3, các con hãy chỉ đường giúp chú cá về nhà bằng cách thực hiện các phép tính chia phân số. Các con sẽ thực hiện yêu cầu bài tập này, các con sẽ làm với bạn của chúng mình. Các con sẽ đố bạn của chúng mình. Sau đó các con sẽ chia sẻ lại kết quả với cô ở phần comment các con nhé. Bài tập số 4 của chúng ta như sau. Chị Yến rót 2 phần 3 bình nước cam ra các cốc, sao cho lượng nước cam mỗi cốc bằng 1 phần 6 bình. Hỏi chị Yến rót được mấy bình? Bài này thì rất là đơn giản, các con sẽ thực hiện phép tính chia, đúng nào? Số cốc nước cam chị Yến rót được là 2 phần 3 chia cho 1 phần 6 và kết quả bằng 4 cốc. Đáp số là 4 cốc nước cam. Bây giờ cô sẽ thực hiện lại phép tính chia hai phân số cho chúng ta cùng xem các con nhé. Chúng ta có phân số 2 phần 3 chia cho phân số 1 phần 6
À, chúng ta sẽ bằng phân số 2 phần 3 này nhân với phân số 6 phần 1. Được chưa nhỉ? Nó sẽ được là 2 x 6 bằng 12 này, 3 này. Và 12 phần 3 sẽ bằng 4, được chưa nhỉ? Và kết quả là 4 cốc nước cam. Bài tập số 5. Các con sẽ xếp thẻ số vào ô trống thích hợp để được phép chia đúng. Được chưa nhỉ? Ở đây thì các con thấy rằng là ở cái phân số thứ 2 thì đã có từ là 9 rồi. Vậy thì các con sẽ xếp vào ô thích hợp để được phép tính chia đúng các con nhé. Dưới đây là ví dụ của cô. Cô có ví dụ là phân số 6 phần 4 này. Cô chia cho phân số 9 phần 3 và cô được phân số 9 phần 6 phần 4 nhân phân số 3 phần 9 và cô được kết quả là phân số 18 phần 36, được chưa nhỉ? Và cô có thể rút gọn phân số này như sau. Cô sẽ chia cả tử và mẫu cho 3 đúng không nhỉ? 18 chia 3 thì bằng 6 này. 36 chia 3 thì bằng bao nhiêu nhỉ? À 12 này. Cô rút gọn tiếp được chưa nhỉ? 6 chia 6 bằng 1 này, 12 chia 6 bằng 2. Được chưa nào? Rồi. Vậy thì vừa rồi các con đã cùng cô thực hiện xếp thẻ số vào ô thích hợp, vậy thì còn phép tính chia nào khác nữa không? Các con sẽ chia trở lại với bạn của chúng mình cùng biết các con nhé. Vậy thì bài học ngày hôm nay cô và các con chúng ta đã cùng nhau thực hiện phép tính chia hai phân số và các con áp dụng một số bài toán trên thực tế. Vậy thì về nhà các con sẽ đố bạn của mình và chia sẻ lại với các bạn của mình các con nhé. Và bây giờ thì cô xin chào tạm biệt các con. Vậy gặp lại các con vào những video tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.